chào anh em đã quay trở lại với Thinh View và mình là Hưng Khốc Hiện tại trên thị trường có rất là nhiều những mẫu ghế công thái học có mức giá từ rẻ cho đến đắt và rất đắt 4 triệu cũng có, 6 triệu cũng có và thậm chí lên đến là 30, 40 triệu thì cũng có luôn Và ghế càng đắt thì tất nhiên giờ ngồi nó sẽ càng sung sướng hơn Nói chung là cái sự sung sướng thì anh em nào cũng đã cảm nhận được rồi, cứ ngồi là ngồi thôi nhưng mà chắc hẳn là cũng sẽ có rất là nhiều anh em có suy nghĩ rằng là thế thì những cái mẫu ghế công thái học giá rẻ Tức là mức giá nó sẽ chỉ vào khoảng là dưới 5 triệu thì nó sẽ có những cái điểm gì mà anh em sẽ phải lưu ý Thì hôm nay mình sẽ lấy ví dụ với cả chiếc ghế lăm đến từ thương hiệu SMA Furniture này Nó có mức giá chỉ vào khoảng là 4 triệu 2 Thực ra là mình lấy chiếc ghế này làm ví dụ cũng chưa thực sự là sát lắm đâu Bởi vì em lăm này nó có những thứ mà thậm chí ra là chưa có một cái mẫu ghế nào trên thị trường có được Nói chung là nó cũng có những thứ khá là ngon trong tầm giá đấy nhưng mà mình vẫn sẽ nói những cái lưu ý chung nhất mà anh em sẽ phải để ý khi mà đi mua những chiếc ghế công thái học có mức giá là dưới 5 triệu nhá. Lưu ý đầu tiên ấy, đó chính là về mặt chất liệu. Những mẫu ghế công thái học giá rẻ thì chủ yếu nó được làm từ nhựa. Các bạn lại bảo ra nhựa thì ngày xưa ngồi ghế nhựa rút có làm sao đâu. Thì đúng là nó chẳng làm sao cả Và đây cũng là nhựa PP đạt tiêu chuẩn quốc tế Nhưng mà nếu như mà anh em bảo rằng là chỉ ra một cái điểm mà mình cảm thấy chưa hài lòng đối với cả những cái ghế công theo có chất liệu nhựa ấy thì mình sẽ nói là nó có một chút độ dơ ví dụ như khi mà ngồi xuống em làm bàn này thì anh em sẽ cảm thấy rằng những linh kiện của nó chưa được khớp hoàn toàn các khớp nó vẫn bị đẩy ra một chút khi mà có lực ngồi tác động xuống một chút thôi và không ảnh hưởng quá nhiều nhưng mà nếu như mà anh em để ý và anh em kỹ tính thì nó vẫn sẽ có một chút độ dơ và anh em có thể cảm nhận được à, lưu ý số 2 đó chính là về thiết kế cái ngày xưa khi mà mình mới bước chân vào cái việc là setup góc làm việc tối giản ấy Thì khi mà mình đi mua ghế công thái học cũng không hẳn là bởi vì cái độ sướng của những chiếc ghế đó đâu Mà là bởi độ đẹp, độ cá tính của ghế công thái học nó rất là khác so với cả những loại ghế văn phòng thông thường Còn em 53 này thì nhìn mọi thứ nó khá là cơ bản Có thể là đối với cả nhiều anh em thích sự đơn giản lại thấy rằng nó đẹp nhưng mà đối với cả anh em nào mua ghế công thái học cho nó lạ lạ cái góc setup ấy thì có thể là chưa ứng lắm Ờ uh, lưu ý số 3, đó chính là về mặt cái phần chỉnh kháng lực ở lưng nó lại chưa được công theo cho lắm. Nó chính là cái cục ở phía bên dưới mà anh em sẽ phải là ra hẳn ghế rồi luồn tay vào thì mới xoay được. Nó sẽ hơi phức tạp mà nhiều khi mình lười thì mình cũng kệ luôn. Còn đối với cả những mẫu ghế cao cấp hơn thì cái phần chỉnh kháng lực ở lưng nó sẽ nằm ngay bên cạnh. Anh em muốn cái phần kháng lực ở lưng nó nhẹ cũng chỉ cần là cho tay xuống xoay xoay, muốn nó nặng thì cũng chỉ cần là cho tay xuống xoay xoay là được và đây là một sự thiệt thòi nhỏ nhỏ đối với cả những anh em nào đi mua chiếc lam ba này. Tuy nhiên anh em đừng vội vì những yếu tố đó mà tắt video ngày hôm nay bởi vì những cái gì mà anh em nhận lại được từ chiếc lam ba này là quá sức tưởng tượng đối với mình. Thậm chí là bảo rằng đây là một chiếc ghế công thái học có cảm giác ngồi tốt nhất từ trước đến nay mà mình trải nghiệm thì nó cũng có phần đúng. Nghe lạ đúng không? Thì uh, cụ thể là duy nhất chiếc lăng ba này nó có khả năng chỉnh ra vào cái phần đỡ cột sống ở lưng Bên cái đó là nó cũng có thể chỉnh lên xuống 5 nấc khác nhau Nên là có thể khẳng định một điều rằng là đây là chiếc ghế phù hợp với mọi đối tượng nhu cầu người dùng khác nhau đây là một chi tiết mà mình thấy ra là quan trọng bậc nhất đối với cả ghế công thể học Bởi vì nó đỡ cái phần mà anh em hay kêu mỏi nhất đó chính là lưng Và rất là nhiều những chiếc ghế không vừa khít tư thế ngồi của anh em Và khi mà anh em đi mua ghế công thể học rồi anh em vẫn sẽ phải là kê thêm một cái đệm ở đây mua ghế công theo học rồi mà vẫn phải kê thêm một cái đệm ở đây thì với chiếc lăm ba này anh em sẽ có thể là an tâm là nó đỡ vừa khít luôn và với khả năng điều chỉnh phù hợp với dáng của đại đa số người dùng nên ở đây là một chiếc ghế rất là phù hợp dành cho những anh em nào ở xa không có nhu cầu đến tận nơi để mà thử ghế trước để biết xem giờ liệu nó có phù hợp với cả cái cơ thể của mình hay là không thì đây là một cái sự lựa chọn rất là an toàn tiện nó về tính năng thì chỉ có duy nhất cái phần kháng lực thì mình đã vừa lưu ý với các anh em lúc nãy rồi còn lại thì mọi thứ nó đều rất là đầy đủ ví dụ như là phần tựa đầu anh em cũng có thể là chỉnh lên xuống rồi tiếp tục xoay cái tựa đầu để mà vừa khít với cả cái phần cổ của anh em và cái này thì mình thấy rằng nó cũng sẽ rất là phù hợp với mọi đối tượng người dùng bởi vì giả sử nếu như mà anh em không quá cao ấy, thì cái phần lưng ghế này này nó cũng điều chỉnh lên xuống được mà đấy xuống này đấy đấy, đấy. giả sử đây là cao đi đấy mình có thể là cho thấp xuống này Ok. Này thấp quá. À, vừa. Tiếp đến là cái phần ngả lưng thì chỉ cần là rút cái lẫy ở đây ra, chọn chỗ phù hợp rồi anh em khóa vào. Nó ngả được một góc là 135 độ thì mình vẫn ngủ trưa trên chiếc ghế này là hoàn toàn bình thường. Và cũng là cái lẫy này, anh em đẩy lên thì nó sẽ điều chỉnh được piston lên xuống. Ghế này cũng sẽ có hai loại piston loại 3 và piston loại 4 tùy vào cái nhu cầu sử dụng của anh em. Thì với cơ thể bình thường, mình thấy rằng piston loại 3 là quá chắc chắn rồi. Còn cái lẫy này là để điều chỉnh mâm ghế ra vào Bệ tì tay 3D ra vào vào trong đẩy ra lên xuống rất là đầy đủ Về mặt chất liệu thì nó sử dụng loại lưới Matrix đến từ Mỹ Điểm lợi của loại lưới này ở trên nó khá là dai bền Nhưng mà cái điểm trừ là hoàn thiện nó sẽ hơi bóng hơi gai gai nhưng mà cũng sẽ chỉ có duy nhất cái phần cổ này là da của chúng ta bị chạm vào cái phần lưới này thôi Nó cũng sẽ chỉ hơi gai gai một chút thôi Còn lại thì mọi phần còn lại đều là vải nên là cũng không có điều gì quá là khó chịu cả. Thân ghế được làm bằng nhựa như mình cũng đã nói lúc nãy, nhưng mà chân ghế là được làm bằng nhôm đúc nguyên khối nên là ngồi nó rất là đầm, nặng, chắc. Anh em có ngả hết 135 độ để mà ngủ nghỉ thoải mái thì cũng sẽ không lo bị kênh ghế như là những loại chân bằng nhựa. Tóm lại thì để mà kết luận lại rằng đây là một chiếc ghế ngon, bổ, rẻ, cực kỳ đáng mua dành cho những anh em nào thích sự đơn giản, cảm giác ngồi sướng ấy thì đây là một cái kết luận dễ dàng nhất từ trước đến nay mà mình có thể làm được ấy Và theo như mình check được ở link mua hàng thì khi mà anh em đi mua chiếc ghế này anh em sẽ được bảo hành một đổi một trong vòng 5 năm Cứ hỏng cái gì là đổi một cái mới Ngon mà đúng không anh em? Ok, hi vọng rằng video ngày hôm nay thì sẽ giúp cho anh em tìm một cái sản phẩm nó ưng ý nhất À uh, anh em nghĩ sao về chiếc ghế này? Anh em thấy rằng có loại ghế nào còn ngon hơn này không thì hãy cùng comment ở phía bên dưới để uh, có thể là mấy hôm nữa thì mình sẽ làm video so sánh gửi đến anh em kỹ hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.